Những người da màu khác cũng sẽ được sự công bằng như vậy, và kỳ thị chủng tộc là cái điều mà phải chấm dứt. Hello, hello, hello. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Hello Hào. Hào biết là các bạn đang chờ đợi những cái video về American Dream chuyện chưa kể, hoặc là những cái video dạy về cocktail của Hào. Nhưng mà Hào nghĩ đây là một cái vấn đề mà chúng ta nên quan tâm, cũng như là để thêm cái phần mà thuyết phục với tất cả các bạn là tại sao mà bữa giờ Hào cứ nói về cái việc Black Lives Matter, thì hôm nay sẽ là một cái video mà Hào muốn chứng minh với tất cả các bạn rằng chúng ta nên học hỏi cũng như là tìm hiểu thêm về lịch sử của nước Mỹ. Có thể đây sẽ là một cái tập mà mình có thể consider, có nghĩa là coi như là tập mà Hào kể về American Dream chuyện chưa kể, bởi vì đây sẽ là một cái nền tảng rất là tốt dành cho tất cả những cái bạn mà chuẩn bị qua Mỹ, hoặc là những bạn mà đang ở Mỹ mà bạn không biết gì về một cái chút về history của nước Mỹ và cái việc mà history của người Mỹ da đen. Thì ở cái tập này Hào chỉ xin các bạn 4 phút thôi. 4 phút này Hào sẽ cho các bạn xem một cái clip mà Hào đã học được rất là nhiều về cái system mà tại sao mà người Mỹ da đen lại bị kỳ thị chủng tộc đến như vậy. Thì trong cái clip này Hào sẽ vừa giải thích cho các bạn bằng tiếng Việt, cũng như là cho các bạn xem cái clip này, tại vì nó là bằng tiếng Anh. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà biết tiếng Anh, giỏi tiếng Anh rồi mà chưa có hiểu về Black Lives Matter, thì các bạn có thể xem cái link mà Hào để dưới cái description box nhé. Thì các bạn có thể coi thẳng thôi, các bạn không cần phải coi Hào. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà ở Việt Nam, hoặc là bạn mà tiếng Anh mới qua Mỹ chưa giỏi quá, thì Hào sẽ hy vọng cái này sẽ dịch lại và có thể truyền đạt được cho các bạn là tại sao mà chúng ta nên ủng hộ. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Đây là Jamal. Jamal là cậu bé mà sống ở cái khu nghèo, và có người bạn tên là Kevin sống ở cái khu nhà giàu. Thì tất cả những cái người neighbor của Jamal là người Mỹ da đen, còn Kevin á là người Mỹ da trắng. Khi mà đi học đó thì cái trường của Jamal sẽ được tax của cái khu Jamal ở fund. Rồi lớp học thì lúc nào cũng đông đúc, giáo viên thì không được trả tiền đầy đủ, và Jamal sẽ không có đủ những cái access để mà có thể học tốt hơn so với Kevin. Thì tiền của cái khu nhà giàu này cho cái trường của Kevin, thì Kevin là lớp học thì lúc nào cũng không có đông đúc, giáo viên thì lúc nào cũng được trả đủ tiền, và Kevin có nhiều hơn là những cái access để có thể mà học và tốt hơn, cũng như là giáo viên dạy thêm hoặc là những cái hoạt động. Jamal và Kevin thì chỉ ở cách nhau có vài block đường mà thôi, có là nghĩa là vài ngã tư đó các bạn. Nhưng mà tại sao mà cái sự khác biệt này quá lớn cho hai cậu bé này, thì chúng ta sẽ nói về cái hệ thống kỳ thị chủng tộc của nước Mỹ. Mà để hiểu được cái điều này thì mình sẽ trở về cái thời gian của ông bà của Kevin và Jamal nhé. Thì sau cái Civil War đó, ở bên Mỹ đó, thì chính phủ Mỹ sẽ rạch ra những cái khu, vẽ ra những cái khu mà redlining, có nghĩa là cái khu vẽ ra bằng màu đỏ. Mà khi mà họ đi hỏi tiền của nhà bank hay là đi mua nhà cũng như là insurance này nọ sẽ bị từ chối bởi vì họ là người da màu. Và ai cũng biết đó là mua nhà, có nhà rồi đi học, có bằng đại học thì sẽ có thể làm giàu. Đó là cái điều mà ai không thể nào không muốn được hết. Thì vì thế mà nằm ở trong cái vùng mà khu redlining, nên là ông bà của Jamal sẽ không được mua nhà cũng như là không được đi học đến nơi đến chốn. Mà ngược lại đó, ông bà của Kevin á, thì được mua nhà với là low cái interest. Còn ông bà của Kevin sẽ được học đến nơi đến chốn và có những cái bằng đại học. Thì những cái điều này nó sẽ truyền qua những cái generation cho đến ba mẹ của Kevin và tới Kevin thời hiện tại bây giờ. Năm 1980 đó thì có một cái cuộc điều tra, đó là nhà bank nó sẽ cho tiền low interest cho những người Mỹ trắng mà low income mượn hơn là những cái người Mỹ đen mà high income. Thì trên thống kê đó thì nếu như mà gia đình Mỹ trắng là 100 đồng đó, thì gia đình của Mỹ đen chỉ được có 5 đồng 4 cent mà thôi. Rồi đến năm 2017 đó thì một cái study nữa đã confirm, đó chính là cái vùng mà redlining này á, thì giá nhà sẽ thấp hơn là những cái vùng khác. Mà cái sự khác biệt giữa Jamal và Kevin đó là phải nhắc lại cái hệ thống mà racism của nước Mỹ nó rất là thiên vị. Và bây giờ mình sẽ trở lại nhé. Nếu như mà Jamal là theo đuổi con đường học vấn
thì một mình cậu ấy có thể đạt được bằng đại học đi, nhưng mà những người bạn của cậu ấy ở trong vùng này lại không được bằng đại học như là cậu ấy. Ngược lại đó thì Kevin và những người bạn của Kevin ở trong cái vùng nhà giàu á, thì ai cũng sẽ có bằng đại học. Khi mà hai người này đi ra trường rồi đó thì gửi resume đi, mặc dù hai người này có cùng điểm, bằng điểm với nhau, nhưng mà Kevin á, thì có xu hướng là được nhiều người gọi phỏng vấn cũng như là có việc làm. Còn Jamon thì không có được nhiều người gọi phỏng vấn và cũng không có nhiều người để tâm tới. Lý do là cái tên của Kevin á, là tên của người Mỹ trắng, còn tên của Jamon á, là tên của người Mỹ đen. Và đây cũng là cái thống kê của Đại học Harvard về cái tên mà Mỹ trắng và tên Mỹ đen thì có nhiều interview hơn là tên của người Mỹ trắng. Thêm một cái thống kê khác thì tỷ lệ thất nghiệp của người da đen sẽ gấp đôi tỷ lệ thất nghiệp của người da trắng, mặc dù là những người này đã có tốt nghiệp đại học. Nếu như các bạn thấy đó thì cái hệ thống mà ảnh hưởng của cái racism này nó ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt trong cuộc sống, đó chính là giàu nghèo, education, cái representation, có nghĩa là dù bạn đi xin nhà bang mua nhà hay là bạn đi đến đâu để mà hưởng phúc lợi xã hội này nọ, thì da bạn là một người da màu, người da đen thì bạn sẽ không được những cái quyền lợi như là người da trắng. Bây giờ mình sẽ lấy ra một cái cuộc sống đời thường nhé, mình ví dụ để mà có thể hiểu rõ hơn cái vấn đề này. Giờ ba mẹ đẻ ra hai người con, người A và người B. Người A thì được yêu thương và chiều chuộng, nuôi lên, ăn học, khôn lớn, thành tài. Người B là một cái đứa mà không có được yêu thương, rồi còn bị coi như là con ghẻ, ví dụ là vậy. Thì người B không muốn đi học, chán nản bởi vì không có tình yêu thương, không được chu cấp đầy đủ. Lớn lên B trở lại một con đứa hư hỏng. Thì các bạn thấy cái sự so sánh không? Cùng một người cha mẹ mà đẻ ra hai người con mà yêu thương khác nhau không đồng đều như vậy, thì trách nhiệm có phải là tại ba mẹ hay không? Thì bây giờ mình sẽ liên tưởng với cái chuyện phân biệt màu da và chủng tộc của nước Mỹ. Bởi vì con người, nếu mà đã là con người thì ai cũng sẽ phải như ai. Và nước Mỹ là cái nơi mà hiệp chủng quốc Hoa Kỳ và cái nơi mà mình có thể nghĩ là công bằng nhất, thì phải là có đủ những cái cánh cửa mở ra và những cái phần, một cái nó gọi là một cái apple pie đó các bạn, thì là ai cũng được một phần của cái pie, cái bánh đó. Vậy mà tại sao người da màu lại không được cái phần và không được sự đồng đều so với những người da trắng khác? Nếu các bạn mà muốn tìm hiểu thêm về lịch sử của nước Mỹ, lý do mà tại sao cái cuộc biểu tình này đang diễn ra rất là rầm rộ và kéo dài như vậy, thì khuyên các bạn có thể lên Netflix coi nè, cũng như có thể học hỏi qua Internet. Netflix đã coi được cái show tên là 13th và LA 92. Dạ. Thì hai cái show đó là nói về cái history của nước Mỹ, và Thảo nghĩ là chúng ta những người Việt Nam ở Mỹ và đang ủng hộ phong trào này, là nếu mà các bạn chưa ủng hộ thì các bạn phải nên coi, tại vì đó là một cái điều mà Hồng thấy nó rất là ghê rợn luôn nếu như mà có thể nói ra được, bởi vì khi mà Hồng coi Hồng rất là đồng cảm với những người da đen luôn các bạn ạ. Và cái vấn đề ở đây không phải là mình kêu gọi khủng bố hay là làm gì rầm rộ để, nhưng mà mình kêu gọi cái sự công bằng, bởi vì nếu mà người da đen có sự công bằng thì những người da màu khác cũng sẽ được sự công bằng như vậy. Và kỳ thị chủng tộc là cái điều mà phải chấm dứt. Và đó là tất cả những gì trong ngày hôm nay. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi nhé. Đừng quên để lại những comment cho Hào. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào.